Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một căn nhà cấp 4 nằm trên đường nhựa của đường Bình Ninh, xã Bình Phụng Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Và ở đây em có một căn nhà và một cái miếng đất liền kề muốn bán cho quý anh chị ha. Ở đây gia chủ muốn bán hết một công hơn của cái nhà, có cái nhà này là 1.7 tỷ nha quý anh chị, có thương lượng. Còn nếu mà quý anh chị mua cái nền thôi á, ngang 8m dài 54m là đất hiện nay là vẫn còn là đất lúa nha quý anh chị. Thì gia chủ bán là với giá là 800 triệu nha quý anh chị ha. Cái nền này là nhựa nha. Ngang là 8m, cắt ra là bỏ cái nhà lại, để cái nhà lại ha. Thì vị trí của miếng đất của mình là ngay chỗ cái ranh giới ngay đây nè quý anh chị. Từ cái cọc ranh này nè ha. Qua đây là 17m7 ha. Sâu vào là 54m. Một cạnh 54m, một cạnh đây là 60m nha quý anh chị. Cạnh đây là 54m sâu vô. Đây. Từ vị trí này ha, qua đây là 8m. Gia chủ sẽ để lại cái miếng đất này với giá là 800 triệu nha quý anh chị. Nền cao ráo bằng với mặt nhựa nha, đường nhựa Bình Ninh. Quay vô chi tiết sau đó em sẽ nói về cái hướng đường đi của khu đất mình ha. Hướng của mình quay về hướng hướng nam nha quý anh chị. Đất mình quay về hướng nam. Đất của mình là tổng diện tích là 1078,5m2. Có nhà trên đất. Thì nhà thì cấp 4 nha quý anh chị. Nhà này kiên cố, có một phòng ngủ, phía sau có vườn rất là rộng phía sau. Ở đây nó sâu vô tới 60m quý anh chị, cạnh 60m ha. Cạnh này là 54m nè, sâu vô. Rồi. Nhà kiên cố, có mái che phía trước. Đây cũng có mái che phía trước luôn. Đó, đất nền cao ráo bằng phẳng. Quý anh chị mình có hai phương án lựa chọn luôn nha. Một là mua hết khu đất thì gia chủ bán 1 tỷ 7 thương lượng. Đất thì chưa có chuyển mục đích là lên thổ cư hay là cây lâu năm, thì về quý anh chị có thể chuyển mục đích được nha quý anh chị. Phía sau đây là khu vực chăn nuôi nha quý anh chị, và vườn bưởi phía sau đi ra ngoài đây luôn ạ. Đó. Khu vực này chăn nuôi nha quý anh chị. Hậu của mình là 17m nha quý anh chị. Sau vào một cạnh 60, một cạnh 54. Giường thì cao ráo, đã có hệ thống nước tưới phía sau luôn quý anh chị. Đây, bưởi đang cho trái luôn quý anh chị nha. Phía đây thì cuối đất của mình, gần cuối đất của mình rồi quý anh chị. Đây còn khoảng 10m nữa là cuối đất rồi. Ở đây thì nguyên cái vườn bưởi ra rất là rậm. Đó. Và từ vị trí căn nhà của mình ha, mình chạy thẳng về hướng đường tỉnh lộ 877 là 1 cây số nha quý anh chị. Ở đó có trường tiểu học Bình Phục Nhất, trường trung học phổ thông Bình Phục Nhất là cách là 1.2 cây số nha quý anh chị. Cũng như là Ủy ban Nhân dân xã Bình Phục Nhất, bến đò Quân Long. Đó quý anh chị băng qua Long An cũng rất là gần nha quý anh chị. Đây lên tỉnh lộ rẽ trái mình ra quốc lộ 50 tầm khoảng 3 cây số đến 4 cây số là mình tới ha. Rồi, cái hướng ngược lại nha quý anh chị. Hướng ngược lại mình về xã Đồng Sơn, bến đò Chợ Vinh là khoảng 7 cây số nha quý anh chị. Đi đường đi hướng này ha. Đó. Mình ngay chỗ Chợ Vinh mình có thể qua Long An luôn, về trung tâm huyện Gò Công Tây luôn cũng được nha quý anh chị. Đó. Đất mình quay về hướng hướng nam nha quý anh chị. Đó. Rồi, em xin nhắc lại địa chỉ là đường Bình Ninh Nhựa của ấp Bình Ninh, xã Bình Phụng Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Giá bán là 1 tỷ 7 cho căn nhà này và toàn bộ diện tích đất. Còn nếu mà cắt ra thì ngang 8m dài 54m thì giá là 800 nha quý chị. Rồi em xin kết thúc video hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh ạ.